khi mà cái tên Pokemon Go những ngày qua đang hot nhưng hiện tại đã bị quá tải server và không chơi được ở Việt Nam, thì hôm nay mình sẽ khơi dậy sự tò mò và thích thú của các bạn về game tương tác ảo tương tự, dự là sẽ còn hấp dẫn hơn cả Pokemon Go, đó chính là Father.io, tựa game bắn súng tương tác thực tế. Father.io là một game bắn súng bom tấn thu hút đông đảo game thủ trên toàn thế giới, được phát hành bởi công ty phát triển game và phần mềm tương tác ảo Proxy42 từ cuối năm ngoái. Khi chỉ mới ra mắt bản thử nghiệm đã có hơn 300.000 game thủ đăng ký tham gia trên website Father.io. Game có nhiều chế độ chơi cho các bạn chọn lựa, từ solo cho đến lập team chiến đấu theo nhóm, chơi kiểu cướp cờ hoặc tính điểm tiêu diệt kẻ thù. Một điểm thú vị khác là hệ thống nhân vật trong game đa dạng, người chơi sẽ có tới 7 lựa chọn khác nhau, bao gồm Militia, Infiltrator, Engineer, Assault, Medic, Hacker và Commander cùng hệ thống súng ống đầy đủ. Mỗi nhân vật đều có những khả năng đặc biệt khác nhau cũng như chỉ số của từng loại súng khác nhau nên các game thủ phải lựa chọn sao cho phù hợp với mình. Trong game sẽ có hai phe, một bên là Humans, một bên là Evil. Bối cảnh game là năm 2040, con người buộc phải đấu tranh với chính trí tuệ nhân tạo mà họ tạo ra để giành quyền cai trị. Đội nào thắng sẽ nắm quyền kiểm soát vùng đất 50m² tương ứng với địa hình thực. Người chơi sẽ tham gia chiến đấu trong thế giới thực thông qua chiếc smartphone của mình. Sau khi cài đặt ứng dụng, bạn buộc phải sử dụng một thiết bị đi kèm lắp vào điện thoại là Inceptor. Với kích thước chỉ như cái móc khóa, nặng có 30g, thiết bị này được kết nối với điện thoại qua Bluetooth, có khả năng tạo ra tia hồng ngoại để nhắm bắn những người chơi khác trong vòng 50m. Inceptor này cũng cải thiện tầm nhìn và nhắm bắn tốt hơn. Giao diện hiển thị của Father.io lấy hình ảnh thực tế xung quanh bạn, do chính camera trên smartphone thu được. Khác với Pokemon Go, chỉ hiện hình ảnh môi trường thực tế khi thu thập Pokemon, rồi lại trở lại bản đồ 2D đơn sơ. Đây cũng là một ưu điểm được đánh giá là thú vị hơn của Father.io so với Pokemon Go. Bạn có thể nhắm, bắn mục tiêu và nạp đạn bằng các thao tác trên màn hình điện thoại. Khi có một người chơi bị bắn trúng, màn hình điện thoại sẽ hiện chữ Eliminate màu đỏ bên cạnh người đó để ra dấu hiệu rằng họ đã bị loại. Ứng dụng sử dụng dữ liệu từ OpenStreetMap giúp người chơi có thể tương tác tại hơn 12 triệu địa điểm trong thế giới thực, đồng nghĩa với việc các ngân hàng, cửa hiệu tạp hóa có thể sẽ là căn cứ hoặc là nơi cung cấp vũ khí tiện ích cho bạn. Một bệnh viện có thể là nơi để bạn hồi sức chẳng hạn. Chỉ cần smartphone của bạn là iPhone 4S trở lên hoặc các thiết bị Android 4.0 trở lên, bạn đã có thể trải nghiệm tựa game bắn súng tương tác ảo thú vị này. Game cũng có hỗ trợ cho phép ghi lại trận chiến trực tiếp bằng chính chiếc smartphone của bạn với chất lượng độ phân giải là 720p để có thể chia sẻ với bạn bè hoặc các game thủ khác qua YouTube hoặc Facebook. Hiện tại Father.io hoàn toàn miễn phí trên hệ điều hành iOS và Android, tuy nhiên phụ kiện Inceptor đi kèm có giá bán lẻ là 25 USD. So sánh với Pokemon Go, cả hai game này đều là những tựa game tương tác ảo, yêu cầu người chơi phải di chuyển trên địa hình thực tế, tuy nhiên di chuyển trong Father.io đòi hỏi phải nhanh, linh hoạt và khôn khéo hơn để tránh kẻ địch trong một khu khoanh vùng nhất định. Còn Pokemon Go chỉ đơn thuần là đi thu thập Pokemon và điều khiển Pokemon chiến đấu, nhưng phạm vi rộng hơn, quanh nơi mình sinh sống hoặc lang thang tới những địa điểm xa xôi khác. Về phụ kiện thì Pokemon Go được hỗ trợ bởi phụ kiện Pokemon Go Plus, có thể đeo trên tay hoặc cài áo. Thiết bị sẽ rung lên khi phát hiện Pokemon. Người chơi có thể mở máy để bắt Pokemon hoặc dùng chính phụ kiện này để bắt. Tuy nhiên, Pokemon Go không bắt người dùng phải sử dụng thiết bị này, tức là không có cũng chẳng sao. Nhưng để chơi được đầy đủ các tính năng và trải nghiệm trực tiếp các pha bắn tỉa thì Father.io buộc người chơi phải trang bị Inceptor. Nếu không có thì game thủ chỉ có thể tham gia trận đấu mà không ngắm bắn với tư cách là một quân y. Về giao diện thì mình đánh giá cao Father.io hơn, như đã nói ở trên. Và vừa rồi là tựa game Father.io đang rất hot mình muốn giới thiệu đến các bạn. Các bạn đánh giá như thế nào về game này? Hãy chia sẻ ý kiến nhé! Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!